chào anh em nhé thì để chuẩn bị cho cái vụ ong sắp tới của năm 2024 thì một số cái mẫu nhòm ví dụ như là hàng cái công M7 như em đang cầm đây hoặc là cái hàng P7 đi công thì em chủ yếu là cho em thì chỉ, chỉ ở đi hàng đi công chỉ hiện tại giờ chỉ có M7 và P7 M7 và P7 thì giá cả thì nó theo cái cho thời giá anh em nhé theo theo thời điểm mặc dù nó hiện nay là đang cuối vụ là cuối vụ của cái ông năm 2023 đã chuẩn bị cho năm 2024 nhưng mà cái giá cả thì nó theo cái đồng tiền của bên Nhật cho nên là cái, cái giá cả hiện nay của M7 thì nó có nhỉnh lên một chút so với cả cái giá giá, giá chính vụ có thể giá chính vụ là có thể là anh em đang có những anh em đang mua ở giá 11 triệu thì hiện nay thì cái giá của M7 này thì nó sẽ đang đang lên tới 11 triệu ba anh em nhé đã tăng lên tăng lên thì giá cả theo thời điểm anh em nào mua được lúc thời điểm rẻ thì anh em sẽ rẻ được tầm một vài trăm còn anh em nào mua phải thời điểm mà nó tỷ giá ngoại tệ nó cao cũng ngay như bây giờ cái tiền nhật cũng như là cái tiền trung quốc nó đang bị lên cho nên là nó đẩy ra kể cả không riêng gì hàng ni công hàng e cũng vậy nhé e cũng vậy e cũng bị đang bị lên giá Đấy, cũng lên một vài trăm thì các cái hàng đắt tiền hơn thì càng đắt tiền thì nó sẽ lên cái số lượng lên nó sẽ nhỉnh sẽ nhiều hơn vì tiền cái, cái, giá trị của cái cái cái, cái vật dụng mình mua thì nó sẽ cao thì đương nhiên cái tiền nó sẽ bị đẩy cao hơn thì đây là ông nhòm M7 thì hiện nay với giá này thì em đây đang bán cho anh em là giá vẫn ưu đãi nhé là 11 triệu 300 Đấy, báo ship cho anh em luôn với nhà M7 mini công M7 thì anh em biết rồi đây là một trong những phân khúc mà được rất nhiều các anh em săn ong mà để săn ong cũng như là để đặc biệt là nếu mà như về ống mật, ống mật này và thứ hai ống khoái thì anh em uh, dùng con này thì đánh lên hàng rồi, chắc chắn là không trượt phát nào rồi. Đó. Trường em này thì cũng rất là rộng. mà trường này trường là uh, theo đánh giá thực tế. Cụ thể của em này thì nó trường 6.9 nhưng cái trường này trường thực tế luôn so với cả cái 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 uh, trường mà những của nhà sản xuất mà họ đưa ra cái giá đưa ra cái cái, cái, cái thông số của trường uh, trường, uh, trường trường nhìn cũng nhỏ và cái em này là 10 x 42 đây là cái một trong những phân khúc mà độ phóng để cho anh em ta săn ong tìm ong còn ong nó sẽ to hơn so với cả cái phân khúc 7 nhân hoặc là hoặc là 8 nhân đó và đây là mỗi đây là mẫu nhòm thì nó cũng là mẫu nhòm mới mới cải tiến lại của nhà ly công đó, ly công thì tất cả cái hệ thống kính này kính này đã là kính nha kính này của nó là kính màu xanh em nhé nhà ly công thì tất cả nó đều là kính màu xanh từ HD cho đến ED là nó đều là kính màu xanh hết và để nhận biết ống nhòm cũng như là anh em về kiểm tra thì với ống nhòm này thì cái nắp đậy của nó đã được cải tiến lại được cho anh em sử dụng để anh em đậy vào thì nó cũng rất là kín và chặt chẽ. khi anh em khi anh em đóng lại thì nó rất là chặt chẽ, nó không lỏng lẻo như là cái bằng P7. P7 thì nó hơi lỏng lẻo một chút, nhưng chỉ có cái nắp của cái thị kính này thì nó cũng hơi lỏng một chút, nhưng nó không lỏng như của P7. Thì anh em có thể dùng cái nắp kính vật kính của các cái nắp này thì anh em có thể là đây nó cái tay đây, thì anh em buộc vào cho chắc chắn và cái thông số về cái uh, cái mã QR QR và cũng như là cái mã vạch của ống nhòm thì anh em có thể là xem ở trên này kiểm tra được ở trên này đây, ví dụ như ở uh, đây, ống uh, nhòm này em đang cầm trên tay là mã đuôi là 402 không thế rồi thì cái ống nhòm này nó cũng sẽ trùng khớp với cả cái uh, coi các bạn nhé đây anh em này đấy, nó cũng là 4019 này 402 thì nó sẽ trùng khớp với cả cái uh, cái số mà ở trên thân của ống nhòm cái vỏ của hộp ống nhòm nên anh em có thể trích cốt các cái trích cốt cái mã ống nhòm này được Đó. thì với cái giá hiện nay thì nó đang nhỉnh lên một chút thì anh em nào đang có nhu cầu sử dụng mẫu ống nhòm mà mua lắc M7 của nhà đi công thì liên hệ số em theo số điện thoại là 033 989 6168 tất cả các mẫu ống nhòm này thì xem từ Nikon công sutu sút tu mà số em sẽ bảo hành lên tới 2 năm cho, cho các anh em nhé tất cả anh em trên mọi miền tổ quốc và tới đây xong em sẽ cố gắng về thêm một số cái mẫu và ông nhòm khác thì anh em đang xem video cho em like và ấn đăng ký kênh của anh em nào đầu tiên qua kênh thì hãy, hãy ấn chuông ấn chuông theo dõi cũng như là đăng ký kênh để số em lên các các mẫu ông nhòm mới tới đây trong các vụ mới thì anh em sẽ cập nhật được sớm nhất và cách báo giá cụ thể theo từng thời điểm xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở các video sau xin chào